Vào khoảng 15 giờ chiều nay 29 tháng 7, chuyến tàu SE-74 chở 384 công dân Quảng Trị tại thành phố Hồ Chí Minh đã về đến ga Đông Hà. Đồng chí Lê Thị Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có mặt tại ga Đông Hà để đón người dân trước khi bà con di chuyển đến các địa điểm cách ly theo quy định. Vượt qua chặng đường hơn 1.000 km, đến chiều nay thì chuyến tàu mang số hiệu SE-74 chở 386 công dân Quảng Trị và 18 thành viên đoàn công tác đã có mặt tại ga an toàn. Nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch cũng như là an ninh trật tự, thì khi có thông báo thì các công dân mới được ra khỏi toa tàu. Và đối với các trường hợp phụ nữ mang thai, người già và người có con nhỏ thì được ưu tiên hỗ trợ lên xe trước khi về khu cách ly. Tại đây, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và lực lượng chức năng đã có mặt từ rất sớm để triển khai phương án đón công dân xuống tàu như kế hoạch đã họp bàn từ trước. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, khi công dân xuống khỏi tàu thì được ngành chức năng tổ chức phân luồng, phun khử khuẩn, đo thân nhiệt. Tổng cộng 384 công dân Quảng Trị từ thành phố Hồ Chí Minh được đưa về lần này sẽ được đưa về 4 khu cách ly tập trung. Cụ thể, công dân Hải Lăng, Triều Phong sẽ được cách ly tại khu cách ly của địa phương. Công dân Đông Hà, Vĩnh Linh, Gio Linh sẽ được cách ly tại Gio Linh. Công dân Cam Lộ, Đắk Rông, Hướng Hóa và thị xã Quảng Trị sẽ được cách ly tại thị xã Quảng Trị. Các công dân cũng được bố trí xe khách trở về khu cách ly tập trung để cách ly 14 ngày theo quy định. Theo quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, những công dân trên chuyến tàu này trong quá trình cách ly sẽ được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần. Sau khi hoàn thành cách ly tập trung sẽ tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày. Toàn bộ chi phí chuyến tàu và xét nghiệm được Ủy ban Nhân dân tỉnh hỗ trợ.